cho nó dễ biết dễ hiểu nghe không? Rồi con viết tiếp đi, viết tiếp nào coi. Hà nà đâu mà sáng nay ba cho Vinh Sành học bài đây. Ừ. Hà nà đâu rồi? Hà nà đi chích ngừa rồi con. Hèn chi. Đi chích ngừa rồi. Bây giờ bắt đầu lo cho cháu nội đích tôn. Cháu nội đích tôn học bài. Hèn chi mày Ngọc tuổi Hà đi đâu? Ừ, mày Ngọc đâu biết hôm nay đi đâu đâu. Mày lo cho ba Ly viết bài xong rồi. Đó. Ủa, ba Ly viết bài xong chưa? Xong rồi đó. Sô. Sáng nay Dung nông nội cho viết bài gì? Chữ gì? Nói nghe coi. Học gì? Học tập. Đúng rồi. Sô. Học tập là cái gì vậy? Hả? Học tập có ý nghĩa là gì? Nói mày Ngọc nghe coi, học tập là cái gì? Tao học anh tốt mày Ngọc. Trời ơi. Hả, viết mấy trang? Viết trời đất ơi, viết gì ngày mà rảnh rỗi ngày 24 tiếng hồ viết con trang một vậy? Ủa, lại nói mà. Ngày viết là phải 3 trang. Con viết tới tận mấy 3 trang, ra 1 trang rồi. Ừ. Đéo chứ. Trăng. Thấy đứa nó mới đi trích nừa. Có đứa nào mới đi trích thôi, cái mặt nó bừng to. Đi trích nừa để mắt nó bừng to. Nói cô kia của cô có hỏi Hana hả? Cái xong cô chích hai chân luôn mẹ Ngọc. Có không? Cô đã biết không? Bác đã biết không? Có, cô chích mất cô biết. Ông bà cô chú ơi, nó không chịu bú nha ông bà cô chú, đút muỗng mới được. Coi lạ lùng không chứ ông bà cô chú nói hổ làm sao mà. Mà ấy. Bữa nay chơi đút muỗng. Nay đút muỗng không mà. Chứ còn không chịu bú, mỗi đứa bởi đây mỗi đứa nít mỗi khác. Nói đổi nữa, bữa hôm trước thì chịu uống, bữa nay bắt đầu là đút muỗng nữa. À, giờ là đút muỗng rồi chứ còn không chịu uống nữa rồi. Đồng biết nha bà cô chú, thích bú sữa. Ký ký mốt. Cũng có dinh ký ký mốt. Bác sĩ thích cho con ở đào nè. À, con nói đây mẹ nè, đây cái bác sĩ thích đang ở đau không? Hồi lần trước, hồi lần trước chích về á hả, là ngủ tao đói ngủ mà nào bà nội bà sợ luôn, bà phải lung lay luôn. Bữa nay bà cười lắm, ra khóc e tưởng sao, cứ đẩy đi vòng vòng muốn ngủ tiêu rồi. À trời. Ai vậy kìa? Ngủ mất tiêu rồi, tới hồi lúc cô coi hả, nửa tiếng cô hỏi lại coi là có số cái gì không, ngủ khó khò khò. Nè, cũng hơi ấm ấm, hơi ấm ấm á. Đây là 36 độ 6 á. Hơi ấm ấm là đúng rồi. Như ta kích sao mà về nhà, rủi cái chân dữ hả? Ôi, nãy cái rượu vô đây nè, chuyện nhà nè, em cháy. Càng quan trọng lắm, chuẩn bị có thông báo này. Thông báo này là bà nội già gà luôn. Ai ta bắt tắt thì mẹ thông báo cho ông nội ngoại. Thì á, cũng như là cái lịch của mình á, là đầu tháng 8 mẹ với ba với Trây với Điều Huynh về lại Mỹ. Còn con thì con ở lại chơi tiếp. Con chơi chưa đã nữa rồi lại chơi nữa. Thì nói chung á, thì thấy em đang công bố. Nói chung á, thì Trây với Điều Huynh về thì có công chuyện á, là cho Trây đi học. Rồi á, mẹ thì giúp giùm cho con á, là như xong con Trây nó ăn uống rồi này kia các nọ mọi thứ. Còn tính ra thì ba qua đó cũng không làm gì. Nên thôi con quyết định là ba ở lại chơi con tiếp. Rồi tối hôm qua con đã dời vé cho ba rồi. Biết sao không? Hôm nay em cũng suy nghĩ cái điều này. Tại vì á, mà tháng 8 á, là nhà mình, mấy đứa con mình nó quá là nhiều việc. Đúng rồi. Nhưng mà anh ở bên đây á, thì nói chung á, Hana nó rất là mến ông nội. Nên là ông nội về chăm em, là cho em ngủ là rất là tốt. Cho nên em nghĩ là thôi để em với Điều Huynh với anh Trây về thôi, còn anh ở lại giúp cho các con. Với lại tới cái tháng đó thì bầu con nó cũng ấy. Rồi, nên là con đi nữa. Thứ hai nữa là trên đường đi á, con mình bầu bự rồi. Có cái gì nặng nhọc hoa là có nghĩ vậy không? Đó. Nghĩ gì vậy luôn. Là ba cũng nghĩ giờ là con bầu bì tới rồi. Ví dụ như mai chiều có đi về đi mà đi riêng một mình thì ba cũng lo. Thôi đi có cha có con, có gì ba giúp con, cái gì ba giúp. Tối hôm qua là con giờ vé hết trơn rồi. Hôm qua giờ mình không có nhà, mình mới về tới luôn mọi người. Nên là anh đè vô quay phim mình không biết. Ba cũng chưa biết gì luôn. Chứ tại vì Ngọc ở lại thời gian nữa cái nhà, là tại vì từ tháng 7 đến tháng 8 là hai chị em sẽ bận lắm luôn á. Nên là mấy cái sản phẩm mà mỹ phẩm của mấy anh em rất là tâm huyết. Rồi lên hình ảnh ô cha đủ thứ hết trơn. Có lịch nhiều lắm, mùa tháng 7 tới tháng 8. Ba thấy cũng bận rộn quá. Cho nên nếu lúc đó mà ngăn mà nhiều việc quá mà bỏ bê cháu nội tội nghiệp lắm. Có anh thứ nhất á, anh cho mấy đứa cháu ôn bài học bài được. Thứ hai á là con mình nó coi.
cháu nội bú xong anh lên anh vô nó cũng ngủ thì cũng đỡ được hai cái quen đó. Nhưng mà thực tế ra bây giờ thì chị Ngân cũng đang gấp rút để tìm người để giữ cho Hana đó, để cho thấy thí dụ như không có ba không có mẹ rồi không có ai thì cũng có người giữ Hana. Cô giữ em giúp. Mà tới lúc mà Ngọc ở lại với tụi con có khoảng thêm một tháng nữa là lúc đó bụng cũng bực rồi cả nhà. Đó là Ngọc đi một mình, Ngọc đi cũng không an tâm. Có ba đúng rồi, đỡ cho Ngọc rất là nhiều. À phải rung nãy giờ khỏe rồi nha con, rung đuôi. Hồi sáng này là con sáng giờ người này đi chỗ kia, người kia đi chỗ nọ. Anh Bảo thì mới về rồi, chị Ngân thì đi chích ngừa, mẹ ở bên kia. Rồi ra đủ thứ nên bây giờ gom người về là con bắt đầu con nói thông báo. Đi lên chú Năm chơi chia tay chú Năm. Đó nên là thành ra là mới về là đi hôm qua rồi sáng nay mới về tới. À chị ta chú Năm mà chú Năm về trước phải không? Thứ Năm về sao? Về sao mà rất là bận nên thôi mình đi một mình thôi, ở nhà không có thời gian để rảnh đi luôn buôn bán công việc quá trời quá đất. Như cái ngày hôm qua mà không có ba với mẹ là coi như là không biết làm đuôi sao. Đuôi rồi đó còn. Đuôi hai chị em làm xong rồi tới 8-9 giờ tối con mới lên ôm được Hana luôn cả nhà. Là ba với mẹ vừa lo cho hai đứa nhỏ. Đó thì tới 8 giờ là ba mới giao Hana cho con á. Đi đón đi đưa sừng ly rồi đó. Trời ơi, hai đứa kia đi học nữa. Đó thì giờ thấy chưa? Thấy chưa? Thấy bây giờ thấy có ba đứa con là tới cả năm chưa? Bây giờ nó chơi đâu. Rồi ok ha, vậy là ok ha ngoại ha. Ok. Ông ngoại được cái tin mừng. Mừng quá, giờ phải ru. Thôi có bà ngoại về bển á, cứ lo ăn uống cho chay mỗi ngày. Với lại về là ba với bà ngoại đi lại trường là mua quần áo cho chay đặng vô lớp 1. Ừ, đi sắm đồ để cho học lớp 1. Không, bên Mỹ thì không có mặc đồ đồng phục. Hả? Mẹ dẫn nó đi Target hay là đi qua mạc rồi này kia, cái mẹ mua đồ rồi mặc thun quần vậy đó. Vậy hả? Áo quần áo thì muốn mặc đồ gì bạn đồ gì mặc. Mua thêm vớ mới rồi mua cái gì mới vậy đó. Đúng rồi, đúng cái còn vậy lúc đó. Không, cái đó thì Quỳnh biết. Cái đó không. Chay đi gọi đầu nè bà cô chú ơi. Lâu lắm rồi mới đi gọi đầu lại chung mẹ chay. Hả chay. Rồi bữa lần cuối cùng đi qua gọi đầu chung phải bắt cắt cái máy nên là giờ không muốn đi nữa. Giờ là nó thôi con để máy dài nên là thôi để cái máy dài luôn không cắt nữa, chứ còn qua đây sợ lắm, sợ bị cắt tóc, chứ còn gọi đầu thì thích hả chay hả. Anh Ngân nữa nè, cô tới chưa? À, chị Ngân đang cắt tóc lại để chuẩn bị tuần sau đi Hàn Quốc nè cả nhà. Cắt tuần sau chị nhìn chị giống Hàn Quốc nha. Anh đang tư vấn là phải nhuộm nữa nha. Anh tư vấn là Hàn Quốc là phải nhuộm. Ôi chay kìa, chay gọi đầu xong rồi cái đầu kìa. Ôi trời. Tụt lại không? Ôi cha ơi. Đẹp quá. Chưa để thảo đi cắt ra. Quá trời luôn. Nhìn vậy ai biết cơ phụ gái ba con rồi phải không anh? Trời đất ơi. Này là phải gái rồi phải tới 6 con. 4 hay 5 gì đó. Hai chị em chị tóc giống nhau rồi nè, nhìn nè. Không, bên đọc thì nhọn hơn. Em nhọn hơn. Bên này bồ câu. Bồ câu. À, này bồ câu cánh nhạn. Này là bồ gì? Bồ gì? Này là hay lắm bồ ơi. Ủa nội thay đồ đi nội. Ba mấy mày hỏi cho em muốn cái gì đi. À, trời, có trời trời mới đủ đẩy ra đi ạ. Không ơi, đẩy nè. Trời ơi, còn nhịp em gì ba bên xin nhỏ nhỏ mẹ Ngọc con. Sao nhịp em dê vô em chích người chị trắng dần cao rồi. Em đi chích người về em đứa trơ nè ông bà cô chú ơi. Em nói cho mẹ nghe coi. Nghiệp em quá hả ông bà cô chú. Cho nó ông bà. Giờ đi ăn không? Giờ đi ăn không mà ở nhà với ông nội. Ông nội là không đi rồi đó. Ba ơi. Ba cũng không đi luôn. Ba ông nghe nói với bà bảo anh không có đi. Ba trai. Ba nó không ơi phải. Mà ba mà nghe nó đi ăn mà tới quận 5 là ba chán chán rồi. Chán ghé bọt mày, say sẩm. Ăn chay ăn nấm kho. Trời đất ơi. Ừ. Tội ghê á. Đủ hỏi bảo đi ăn không bảo. Bảo hỏi câu đầu tiên hàng ở đâu. Nó đi ăn ở quận 5 nó chán chán mặt bay. Thôi, thôi đồ chay. Tội ghê, đi quận 5 xa quá, xa xa nổi dài dạo. Ăn mà cực khổ quá. Đi ăn, rủ đi ăn qua ha. Mà có người lái xe
mà nói là không chịu đi là ông bà cô chú biết tới mức độ nào rồi đó. Ừ. Rồi ăn nấm nè, ăn cà pháo nè, đi mắm nè, nhà cơm cho con mẹ nha. Cơm vậy thôi, đơn giản làm bạc thôi. Ừ, đây là cơm chị qua ngày Tây. Qua Tây sáng. Ừ. Mời ông bà cô chú ăn bữa cơm làm bạc nha. Rồi thận gọi bác máy nó đi. Tối hôm nay cả gia đình mình sẽ đi ăn cả nhà ơi. Đó, như nãy lúc đầu Ngọc nói, mới đầu anh bảo không đi. Nhưng mà thôi, sao chút nữa cái năng nỉ anh quá, nó bảo không đi là Ngọc nhà Ngọc nhớ bao dữ lắm. Ngọc đi Ngọc nhớ bao dữ lắm. Nên là anh đi luôn. Rồi nay có mời chính đi nữa cả nhà. Ba ở nhà mình, ba là nhất định là không đi là không. Đấy, có nhà mình cũng ở không đi. Đây, hôm nay là nhà hàng mà mình đi ăn, cái nhà hàng này tên là Bê Vàng nha cả nhà. Hải sản Việt, Hồng Kông Seafood rồi này kia. Mình cũng lớn đó chứ. Rồi trong đây mẹ cũng không biết có trò chơi hay không nữa. Em có đặt bàn rồi á anh. Dạ. Thấy như có gặp đâu thấy quen ghê luôn á. Dạ, em làm trên mạng. Chắc em gặp anh trên mạng á. YouTube. À, đúng rồi. Dạ. Wow, nhà hàng lớn dữ ha. À. Đây là lần đầu tiên em vô đây luôn á. Đây, hôm nay là nhà hàng này. Qua vô đây đặt tại tại biết sao không? Bé Nguyên á. Cả nhà mình chắc cũng coi bé Nguyên trên kênh lâu lắm rồi. Bé Nguyên là rất là yêu thương gia đình mà cũng biết gia đình mấy năm nay rồi. Từ khi chay mới có 2-3 tuổi tới giờ là có Nguyên rồi, biết Nguyên rồi, nó làm nhà hàng này lâu lắm rồi và nó nói bữa nay chị Ngọc mới ghé nè. Hôm nay sạch hết không biết ăn gì. Anh ghé ăn đây thử coi sao. Nhà hàng lớn dữ rồi nghe. Thử cái này là ở An Dương Vương quận 5. Nguyên iPad này, iPad này để đặt hàng hả anh, à, đặt đồ ăn hả anh. À, Bê Vàng menu nè, nổi tiếng đặc biệt nè. Chà, đây cả nhà mình vô nè. Ai xong rồi đi trời ơi. Ôi trời ơi, quá trời đây nè. Tô tiết sashimi rồi này kia làm hấp dẫn không? Mâm là cái này mà ăn được sashimi thì cũng ngon ha, hấp dẫn á, chảy miếng. Sườn tomahawk mới ăn thịt bò giống vậy, ta mà trong đó to đều quên no à, bò ngư di cá. Ui trời ơi, quay nè, rồi gì bồ câu quay da giòn hả, vịt quay Bắc Kinh, vịt tì bà. Hấp dẫn à. Rồi ngồi xuống đây, ngồi xuống đây ăn với chị luôn. Dạ, chị work here many years. Không, chị nói với quản lý rồi là hỏi chị Tú Nguyên đã ăn được không, quản lý nói được. Ờ, được luôn, ngồi xuống ăn. À. Ăn mà có thể biết luôn mà, hơi dữ mà. Hello cô Nguyên đây. Cho em một cái crab ragoon này chị nè. Cái crab ragoon á. Chị. Ờ, cái crab ragoon này nè. Dạ. Yeah. Anh chị đi, chí nữa có gì anh chị đưa cái nhà mình lên tí lên. À, đó, thấy chưa? Chạy qua đi hỏi cho cô mà đó. Cho mẹ này. Còn đủ ghế không? À, còn dư ghế hả? Chạy qua đây con. Daddy, can you move over so JD can sit next to us? Sit next to me, yeah. JD, qua ngồi mẹ nè. Ở trong đây á, là có cái quầy để làm sashimi rồi nè cả nhà. Ồ, đằng đây có quầy hải sản nữa. Quầy rồi hải sản này. Wow, tâm hồng không ha. Trời đất ơi. Con bò ngư bạn bự dữ vậy hả? Dạ, bò ngư lúc chị. Dạ, là cái con này nãy trong menu là 270 ngàn con á. Dạ, không, con này 99. À, con này 99 ngàn con. Bò ngư bự dữ ta. Ừ. Mấy con cá trình nè, phải không? Dạ, cá trình. À trời ơi, con ốc hương con nào con lấy con bự cho bá nè. Ốc hương nè. Quá bự luôn. Món này cho chị nè. À này đúng rồi. Nãy là món này cho chị nè. À, con này là con kêu hai còi nè. Con sai cũng bự. Cha nhà hàng toàn tiễn đồ chất lượng không thôi. Còn đây là mấy là con tôm hùm baby nè, là mấy con tôm hùm nhỏ nè. Hoàng đế đồ đầy đủ luôn cả nhà. Tôm hùm mà thôi, trời cái nước rất là lạnh nha. Tôm hùm Alaska. Nước lạnh ngắt luôn á. Còn con này con cá thần bơn đây. Đây đúng rồi, cá thần bơn nè. Dưới đây có mấy con tôm càng xanh. Này là cua Cà Mau nè. Đó, cua Cà Mau để xào với mì nè. Ồ, quá trời cầu luôn. Đi vô cái đi qua cái này thấy có cầu.
này là đây cái cổng đi thẳng ra nè, cái bước qua đây cái qua cái cầu, cầu bắt tới đầu tới cái bàn mình ngon ngay chỗ này. Qua cái cầu này không, chỗ này nhiều cầu thì nhà hàng này toàn cầu không à. Đây Ngọc coi order, Ngọc review cái này là gọi là con bồ câu, cái này là cái món mà nghe nói là signature của nhà hàng này luôn cả nhà. Này là bồ câu chiên giòn hay sao á? Rồi này là mì udon với lại thịt bò Mỹ, này chay nó dễ ăn đó, vậy mấy đứa nhỏ dễ ăn. Rồi chị Ngân, chị làm dép cho mấy đứa nhỏ đi chị Ngân. À, cô Quyên đúc cho chay ăn mì udon này với thịt bò này, ăn hết cái ghế đó luôn nha. Ôi ôi dỗ ghê chưa. Ô này mì múa. Ồ chị Ngân thấy chưa, bởi vì mẹ Ngọc nói còn có món này nữa mà. Dạ, cũng lần đầu tiên. Bali thương cái sự chân thật, con vẫn đi ăn chỗ nào cũng lần đầu tiên hết trơn. Ừ, chứ còn bây giờ nó quen với lại manh hoa với lại Google rồi đó chứ. Biết cái này nè, cái này có một cái vỏ nó kéo ra xong rồi nó để đây nè. Hay quá, cái này là cái tên TikTok có nè, cái này gọi là mì bay chị Ngân. Quay nè mẹ Ngọc, cái gì con vừa thấy ảo. Ờ trời ơi, nó nhìn nó thấy ảo quá, ảo tung chảo luôn, nguyên một cái con cua Cà Mau à, mì bay hay quá, hấp dẫn luôn. Cua Cà Mau này cho cũng ký mấy à? À gấp càng gấp đồ ra, bỏ đồ đũa lên cái dưới có cái cây trụ lên á, cái bỏ mì lên nhìn hấp dẫn. Bồ câu kêu ra bên sành Bali đó quá quất hết rồi. Bồ câu mẹ với chính ăn trước đi, mẹ chính ăn trước đi, ăn thử bồ câu trước đi. Ưu tiên cho người lớn tuổi. Chính như từ bữa giờ con về là không có đi ăn với con chung được nhiều nè. Bởi lần mỗi lần rủ. Trời ơi, hồi chiều nay con gọi chính là lúc đó là bốn, thường thường là chính là 4:45 là bắt đầu chính ăn phải không? Con nó con suy nghĩ tới giờ đi ăn. Cái con nó chích cha đi nhìn con có đồng hồ có tới giờ chính ăn chưa. 5 giờ gọi là chính ăn xong hết tiêu trơn, nhưng mà chiều này hên. Con gọi chính không bắt máy chính nhớ không? Con nhắn cho mấy bạn nhân viên nói là dặn chính đừng ăn. Hồi chiều này mất bán kia. chứ không là ăn rồi. ăn đây mẹ. Mời cả nhà tối cùng với nhà mình nha. Mình mới nói văn khoa là chiều nay là chính bắt gặp đối tác. Chính chiều nay gặp đối tác làm ăn nên là bận chưa ăn, chứ còn không là dễ gì mời đi. Mỗi lần gọi chính là chính. Chính ăn chưa, qua đi ăn. Thôi đi, chính ăn cơm rồi. Quá ăn cơm. Chính hoài chứ không có đi được. Rồi chị Ngân. Đây nè, quay lại chị đi. Gấp cho anh Quyên luôn nè chị Ngân. Gấp cho anh Quyên ấy với lại cái thịt cua đi. Quá đẹp luôn chị Ngân ơi. Vừa thôi rồi cua nữa. Có Hà Na kìa, Rồi mà cô chú thấy không, ngồi im, không nói, không năng ghế ngào ghê. Rồi, hay là bà nè. Đó, bà nó ngon á. Ừ. Quyên em làm đây được 4 năm hả Quyên? Rồi, tụi Vinh Sinh với Bali có ăn cái mì ảo tung chảo đó không? Cùng ăn mì không? Ăn không? Không, anh bảo chắc là chiều nãy anh ăn có chén cơm mà anh lái xe từ Gò Vấp qua tới đây chắc anh cũng đói lại rồi. Ôi trời, kẹt xe quá trời luôn, anh thấy em nghĩ giờ này kẹt không? Rồi, món tiếp theo nè. Ếch này là ếch Hồng Kông nè, phải không? Ếch rang Hồng Kông. Rồi, ui cha ơi, bồ câu chiên tiếp tục nè. Mì nó cũng hơi khó gấp mà nghe. Mời cả nhà nha. Hai cái micro ngọc ấy ngọc hết trơn rồi, để một bể một cái mic lên đây đi cho ai nói cho nói gần hai mic cũng lớn tiếng của mình quá không ai nghe. Ăn thử kìa, quay kìa. Ok, à Quyên, ăn thử rồi quay đi, dịch quay đi Quyên. Có gì đó quên. Bồ câu quay.
Dứt. Chay tự ăn để cô Quyên ăn nha con. Daddy, you wanna try it, Daddy? Này này chín nè. Ừ, chứ đâu phải ăn không, mử. Hả? Cái này nè, thôi để mà con phải ăn bài bản. À, Wagyu với Mỹ Ý là của chồng chị á. Đúng rồi, cái nào ăn hết cái em dọn xuống giùm chị. Mời cả nhà nha. Cà, bộ câu ở đây làm á, nó ăn giống như trang dịch quay vậy. Cái da ngậm ăn giống như trang dịch quay vậy. Cái gì em? Dạ, cái này là nước sốt. Nè, nước sốt cho bò qua ghiêu ha. Đúng rồi. Hấp trộn qua quy nhiều dữ hả? Cái đầu đó nè. Ngon. Câu ngon hả? Câu ngon. Làm giống như cái da mình quay vậy. Nước dạ, cái này là khỏi ăn thịt quay. Thì giống rồi á. Phải có ghi thịt quay không? Không, không ghi thịt quay. Phải kêu sữa quay không? Hồi nãy hay kêu hai sữa quay. Cái chị kia chỉ nói có ấy rồi, thôi đừng kêu thịt quay nữa chị ơi. Ừ. Cái mì cua này ngon lắm bạn ơi. Cua ngon hả? Ngon lắm. Ngon, nãy ra cái gì cũng ngon. Nhưng mà nó thơm mùi cua. À. Thơm trong cái sợi mì á. Ngon lắm. Cái nhà hàng mà phải ăn chạy. Bóc vô ăn mới được chứ. Không bóc không ăn được. Thì đúng rồi, ăn này thôi không bắt rồi. Để bóc coi anh xin thấy không? Tao để sẵn rồi. Rồi để ăn thử mì coi, ai cũng khen mì quá trời đây nè. À. Mì này chứ dễ ăn, khô rồi vậy đó. Nè, chín nè, ăn miếng cua này đi. Từ từ ăn mì. À, chín nè, cái này ngon nè. Ủa? Để Ngọc ăn bày thử nha. Ngon, mì ngon, đặc biệt á. Ngon đặc biệt á. Rất là khô luôn. Ngon. Cái này ngon, rất là ngon. Coi. Ngon. Ngon quá rồi. Ngon. Usually they bring out the crab ragoon first, right? I know, right? Yeah, càng cua chị này chỉ đập ra cái con càng cua quá trời bự không? À, ngon lành. Cua ngon, chín xào sắp ngon không? Ok ha, mẹ làm mấy càng cua đi mẹ. Hả? Ăn đang ăn món gì vậy? Đây ăn xong rồi đó. Đúng rồi, nước chấm bồ câu á. Cái đó là ếch đó nghe bảo, ếch xào Hồng Kông. Ngon hả? Ếch xào Hồng Kông cũng ngon đó hả? Mẹ, mày biết ăn kiểu này làm con nhớ chỗ nhà hàng nào mẹ? Nhà hàng điểm sắm mà mình hay đi ăn á. Ha. Cái không gian, cái đồ gái kiểu làm cũng y vậy á. Đó, thì Quỳnh giờ ăn món thịt bò. Thì Quỳnh nói thịt bò ngon quá. Bảo ăn thịt bò luôn đi Bảo. Bò ngon, sắm với sốt. Đồ là biết. Japanese garlic. The sauce is good. Yeah, that's what makes it perfect. You gotta dip it in the sauce. Chấm vô cái nước sốt mới ngon. Ok không? Xin chào hả? Dạ. Mình quẩy nha. Kèm hả? Đây đừng đem nhẹ nhẹ nha, phải cho em. Để xa xa đây nè. Để cái nước đây nè. Thôi rồi em. Mày ở đây sao quá. Tao không nghe nó đủ dầu nhiều. Ha. Chị bà con điểm sang những nhỏ chị nha. À. Đây đây đây, đây cua nè đây. Ngon quá. Bảo cái bát vàng cho mẹ Bảo. Bát vàng cho mẹ. And the sauce.
Cái này là cái món mà thường 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 đi ở Mỹ thì Quỳnh thích nè mẹ nè. Dạ, Pháp Ragoon á. Nè. Thử Pháp Ragoon đi, coi làm sao. Chuyện ơi, vô đây ngồi ăn lạ lạ đi con ơi. Chuyện ơi. Không. Ngon. Càng vô thật không hả? Càng vô bị chà bá luôn. Chính ăn này khác khoái, béo. Ngon lắm á. Béo. Thế à? Ở bển thì Quynh đi ăn mà phải gọi cái lắm mà. Rút đây đi, rải đè đi. Come in here. Ăn thử cái giò ếch coi. Còn Quynh ăn thử đồ ếch coi Quynh. It's the best because our friend's here. Ngon kiểu giống như sóc muối nha. Backpacks between them. Pass something, just put it on the table and spin the table. Yeah. And chén. Oh, okay, okay. You gotta dip it in this in a. Mỗi người gấp món, gấp món. Này là nửa con heo quay cả nhà, con heo quay xem sử quay, để hấp dẫn không? Quá trời luôn. Bánh bao với heo sử quay, cái heo sử quay. Trời mới đụng cua coi chừng nó kẹp á nghe, cẩn thận á. Này heo sữa quay nè cả nhà, heo sữa quay là mình phải tận hưởng cái độ giòn được ăn. Ăn quả bánh bao thích. Ăn bánh bao no hả? No, có lẩu nữa không? Có lẩu không? Bánh bao nè. Very good. Nice and hot and crispy. Rất là béo luôn. Ăn đi. Ăn cái bánh bao không? Nè, cái này nè, cho cái này nè, đó, ăn này đẫn ngán nè. Không còn ăn, ăn heo không ngán. Nè, chấm với lại cái sauce này. Mẹ ơi, mẹ nó làm sao á chứ. Mẹ thấy ăn nó đâu bị hôi đâu. Ăn ơi, trời bị hôi. Ok. Cái gì? No. Ôi Quynh no rồi, kêu em bé này đi Quynh bồng cho. Thì mới ăn. Không vậy thôi. Kêu ra nguyên dĩa thịt bò ăn có ai biết. Vậy không? Bởi vì em nói video mà phải ăn ít quá, không ăn gì hết chưa. À, nghiêu. Chú nãy mình ghiêu cũng nhiều quá chứ giỡn nào. Ôi đất ơi ông nội. Coi kìa. Ghiêu hai còi mà cái size mà gọi là size khủng bố. Ông ơi. Sốt ý. Cái món này là cái gì không? À chín. Chín với mẹ chấm cái sốt này nè. Ngon lắm luôn á. Rắp ra gần nhỏ. Thì nghiêu. Ủa hai mấy đứa nhỏ về chạy đi một vòng chơi hả? Đi ra hồ cá. Thiếu nó đừng có la làm sao. Để em ăn thử cái nghiêu này nha. Ôi ôi. Ôi hồi nào giờ chưa có. Chưa được thưởng thức cái nghêu mà nó bự vậy luôn hả nha. Bảo. Nào giờ chưa được thưởng thức luôn á. Nó nghêu bự dữ vậy á. Nào giờ ăn mấy con sao nhỏ mà. Này phải ăn hết cái sốt luôn. Ăn đi quen. Oh wow. Rất vậy. Cái sốt nó rất là ngọt. Béo. Cay. Chín. Béo có nha, ngọt có, cay có. Rồi. Hấp đều hết lần luôn.
Dạ không, Uyên làm cho em rồi. Anh khỏi lo, em là taking care of. Em là... Dạ. Dạ được anh, món nào cũng ngon đó nha. Em thấy được á. Cái này gấp cho dễ gọn. Oh my god, này nó rất phí. Không, 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 không. Bây giờ chị bỏ cái này nè, qua bên đó giùm em cho nó đúng hơn. Nó còn mà. Rồi hết đồ chưa? Don't mix the hell with the còn cái lẩu. Ôi trời, dữ. Được không? Không. Mai mốt, mai mốt biết rồi giới thiệu cho khách nha. Có dược điện hả? Dạ mẹ có nữa, mẹ chút nữa mẹ ăn xong con chỉ cho. Cưng. Có đồ cá nữa. Ở đây là nhà hàng mình không có được chạy lắm. Mẹ có mấy cái đồ cá nữa. Thấy bị, thấy bị. Ngon chứ? Được không? Ok không? Đó, đúng rồi, này để dĩ nhỏ nè. À, đúng rồi. Ăn đi, hồi nãy giờ chính chưa ăn thịt bò nè. Chính chưa ăn thịt bò. Bò đi. Bò này là bò gì chị? Bò này là bò Wagyu của Mỹ hả? À, của ai? Chính có ăn được thịt sống không? Rồi, chính phải chấm với nước sốt này nè nha. Điều Quỳnh nói chấm nước sốt này mới đúng nè. Còn cái này đó là sườn. Bảo anh Bảo quay gần gần cho ông bà cô chú coi sườn rang mè. Sườn nướng mè. Đó. Mẹ ăn yêu chưa? Đây. Ba xong ăn rồi mẹ mà không chỉ ba. Thôi từ từ. Chị Ngân ăn chưa? No. Bây giờ ăn mà tiên thử miếng sườn nướng mè nha. Nhìn sườn cái muốn ăn cơm tới. Mời cả nhà. Điều Quỳnh phải ăn miếng sườn này mới được. Đi ra đi. Please. Sĩ, thấy chưa? Họ biết bởi vì biết Điều Quỳnh thích là đưa liền. Ăn hổ rồi. Ăn mấy bò ấy. Ăn đi tốt rồi. Bò rồi, ăn đi. Nè. Mày đi đi ăn xíu mày nữa mới ăn. Đi vô nè. Thôi xương giúp mẹ em tại giấc. Nó làm thầm nha. Để cho khách uống á. Uống nè. Ngon quá. Rồi vậy như đây, bây giờ như đây là còn cái lẩu nữa là xong rồi cả nhà. Vui ha, ăn cái dùng cái bàn mà xây 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 vậy vui. Khỏi ai chầm tới chầm lui, có mình con này chầm à. Ôi trời đất ơi, nó chầm nó coi điện thoại không, bà cô chú có được đời không? Nó chầm nó coi điện thoại. Nó coi điện thoại dữ lắm. Yeah. Thịt bò ok em nhé. Mềm ha. Thịt mềm nãy giờ có ăn này chưa? Có ăn rồi. Bây giờ anh ăn thử nhà thầy cô rất là ngon lắm luôn á. Món nào cũng được, món nào cũng ngon hết. Ngon ngon. Được không? Không có ngán. Bởi vậy bảo Ngọc đang đi bảo đi đâu có thất vọng không? Ngọc không bao giờ làm bảo thất vọng hết trơn. Ừ. Trời ơi, hồi nãy chiều này hỏi kêu bảo đi ăn, hỏi ở đâu? Nói ở bên quận 5 á, anh nói trời tao nghe xong tao nổi da gà. Ừ, xa quá. Xa quá. Chồng chị đã yêu cầu bắt mời kiên cá gì vậy đi. Đó xa. Cá gì chị? Rồi đất ơi, coi nó ngồi coi cô may làm nhà coi được đời nó chưa. Ui cha ơi là nó coi. Mẹ với chính ăn thịt heo quay vô nè. Để cho nó giòn nó ngon nè. Mẹ nãy giờ khoái ếch hàng sao á. Ớt tại okay món không? Này nó ngon. Chứ mẹ cũng ít ăn ớt lắm chứ, nhưng mà mẹ qua đây làm món này ngon quá, nhà hàng làm món này ngon. Trời đất ơi. Còn cái lẩu hồi nãy không ăn, cái mình đem cái lẩu về. Anh bảo có cái lẩu vô trong đây vô cái ngày mai mình ăn. Còn cái này đâu qua. Ồ. Cái gì thơm vậy? Sầu riêng với chả. Wow.
của chị Thảo nè cả nhà. À, bữa chị Thảo mới gửi qua, người nay gửi qua chim của chị Thảo ơi. Sai Mucas, trời ơi. Rồi kiwi. Cái này là gì? Trời đất ơi, sầu riêng. Rồi em cảm ơn chị Thảo, cảm ơn bác nhiều nha. Rồi cái này nè, cái lẩu đó. Rồi nó ăn hết từ nãy nguyên bàn ăn hết nè ha. Trời ơi. Wow, con này hấp dẫn quá nè. Nhà hàng này là gì? Một hộp đẹp quá ha. Wow. Rồi cái này ơi, dầu nho kìa. Nho quái. Nho này là giống như gọi là nho gì, nho hữu đơn. Các kệ họ đang ngồi ăn, cái chị Ngân chỉ hỏi ra. Cái chị Ngân chỉ nói là chị Thảo chỉ nhắn tin chứ không có nhà không đi. Để shipper đang tới. Cái nó quá dễ hả? Nói ba em có nhà để chị ship. Cảm ơn chị Thảo nhiều nha. Rồi. Oh my god, it smells so good. Không thể nào, cực tuyệt vời. Wow. Coi cái cơm này cả nhà, cơm dày luôn. Chén sầu riêng chơi. Hồi nào giờ mẹ đố chay, chay chưa bao giờ ăn cái này luôn. Sô chay thì đây. No, chay nó ăn cái này gọi là trái cây kẹo. Con ăn này nó rất là ngọt luôn, con cắn vô nó rất là ngọt. Rất là chua. Chua cái gì mà chua? Xàm. Này là từ là con thích ăn kẹo mà không có thích ăn nhãn là bậy à. Cái này cái gì ạ? Nhỏ ai? Ở rửa hả? Ăn không? Không, cũng quên đợi. Để mẹ ăn vài miếng này thôi. Wow. Sầu riêng mẹ. Đây con ăn. Hả? Không ăn hả? Mời mẹ. Chà, có mùi thơm. Mà đụng vô nó mềm nè cả nhà. Mẹ có cái này nữa nè. Mẹ có cái này nữa nè. Bảo ơi, là ăn muối sầu riêng. Wow, đỉnh. Ngon. Ngon. Mẹ tại sao mẹ nói đảo vậy? Cái này mới đúng là cái sầu riêng mà con thích rồi mẹ. Là tôi ra là ăn liền luôn vậy nè. Ừ. Này là đúng là ăn liền luôn nè. Mà nó mềm, mà nó ngọt. Ha. Wow. Ngon quá. Ngon lắm hả? Mấy ơi, muốn nhỏ thôi, muốn nhỏ thôi. Chạy đi nha, muốn nhỏ. Bắt bèn lên cho sáng. Bắt nhiều bèn lên cho sáng con. Tối rồi mẹ mày. Con không cho ba miếng tay. Trời đất ơi. Trời ơi, bữa nay mà ba rồi. Bây giờ ba sắp cho ba nghe cái mùi cơm thơm. Con đi sầu riêng rồi. Ba hôm nay xin ăn sầu riêng rồi, hay là đó. Tới không chuyện hả? Ủa, chiều sang để đồ ăn cho lắm ăn. Ai ăn muối bự nhất đây. Cho ba miếng tay. Ngọt. Ba cả đời mới ăn muối. Bây giờ Thảo tội nghiệp quá luôn, là cô gửi như bao hoài hồi nãy ba sắp vô này ngang thơm dữ ghê luôn. Ôi trời nó béo. Quá chừng, tức là cháu ngoại cho miếng này. Ngon à. Rồi, bà ngoại nhớ hồi đó này để tại nguyên nguyên tủ lạnh. Là hồi đó con thích ăn này thanh cô nó nguyên 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 nguyên. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha. Bye bye cả nhà.